Chúa của con, con ẩn náu bên Ngài. Xin cứu vớt và giải thoát con khỏi tay mọi người đang đuổi bắt. Kẻo họ vô lấy con xé nát như sư tử mà không người giải thoát. Là Thiên Chúa của con, nếu con đã lỗi lầm, nếu tay con đã làm điều bất chính, nếu con đã hại người thân nghĩa hoặc vô cớ bóc lột quân thù, thì chớ chi thù địch đuổi và bắt con trà đạp mạng sống con dưới đất, chôn vùi danh dự xuống bùn đen. Lạy Chúa, trong cơn thịnh nộ xin đứng lên chế ngự lũ quân thù hung hãn. Xin Ngài bênh vực, thức dậy bênh vực con. Ngài là đấng cấm cân nảy mực. Chớ gì các dân họp nhau lại quanh Ngài. Xin Ngài ngự chốn cao xanh xuống thống trị chung. Xin Ngài ngự chốn cao xanh thống trị chung. Lạy Chúa, là đấng xen xử muôn dân nước. Xin Chúa xử cho con vì con công chính và vô tội. Lạy Thiên Chúa công minh, Chúa dò thấu lòng dạ con người. Xin làm cho bọn ác nhân hết đường tang hại và cho người công chính đường vững vàng. Khiên mộng che chở tôi là Thiên Chúa, đấng cứu độ những ai có lòng ngay thẳng. Lạy Chúa, Thiên Chúa là thẩm phán công minh, ngày ngày Chúa đe dọa, nếu thế nhân không trở lại cùng người, kẻ ác mãi gươm trương nó sẵn sàng. Nó chuẩn bị vũ khí sát nhân, lấy mũi tên biến thành tên lửa, chính là để hại mình. Kìa nó manh tâm làm điều bất chính, yêu mang điều ác hại, ăn phải sinh ra chuyện gian tà. Nó đào hầm đào hố, chính nó lại xa chân. Hai người trắng hoa hai thân, gậy ông đập xuống lại dần lưng ông. Tôi tạ ơn Chúa, bởi vì người công minh chính trực. Tôi đàn ca mừng danh Chúa tôi cao. Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa. Từ muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Thiên Chúa là nơi chúng ta ẩn náu.
muốn vây bắt chúng ta. Thiên Chúa của con ẩn náu bên Ngài. Xin cứu vớt và giải thoát con khỏi tay mọi người đang đuổi bắt. Kéo họ vồ lấy con, xé nát như sư tử mà không người giải thoát. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, nếu con đã lỗi lầm, nếu tay con đã làm điều bất chính, nếu con đã hại người thân nghĩa hoặc vô cớ bóc lột quân thù, thì chớ chi thù địch đuổi đưa và bắt con. Cha đang mang sống con dưới đất, chôn vùi danh dự xuống bùn đen. Trong cơn thịnh nộ xin đứng lên, chế ngự lũ quân thù hung hãn. Xin Ngài thức dậy bênh đỡ con. Ngài là đấng cầm cân nay mừng. Gì căng dân họp nhau lại quanh Ngài, xin Ngài ngự chốn cao xanh thống trị chúng. Lạy Chúa là đấng xét xử muôn dân nước, xin Chúa giữ cho con vì con công chính và dò thấu lòng dạ con người. Xin làm cho bọn ác nhân hết đường tác hại và cho người công chính được vững vàng. Thiên Chúa đấng cứu độ những ai có lòng ngay thẳng. Thiên Chúa là thẩm phán công minh, ngày ngày Chúa đe dọa, nếu thế nhân không trở lại cùng người, kẻ ác mãi gươm trường nó sẵn sàng, nó chuẩn bị vũ khí sát nhân, lấy mũi tên biến thành tên lửa, chính là để hại mình. Kia nó manh tâm làm điều bất chính, kêu mang điều ác hại ắt phải sinh ra chuyện gian tà. Nó đào hầm đau, chính nó lại xa chân. Thank you.
gậy âm đập xuống nâng lại dần nâng âm. Tôi tạ ơn Chúa bởi vì người công minh trên trực. Tôi đang ca mừng danh Chúa tôi cao. Xin thương xót, xin xót thương.